À, chào các bạn, ngày hôm nay mình có một cái trải nghiệm mới, đó là đi lên núi Cấm gần cái khu vực Phật Di Lặc đó quý vị. Thì ở đây nè có những cái người bạn trong nhóm của mình á, đây nè có tất cả là 4 người và mình đó là 5 người đó. Thì bây giờ là khoảng gần 8 giờ tối á, đến giờ ăn cơm tối rồi quý vị. Thì có một cái chương trình đó là ăn cơm với người dân địa phương á, theo cái kiểu bình dân thôi. Thì quý vị xem nè, ở đây á, xem coi họ ăn cái gì nha. Ăn đi bà con ơi. Wow, đây là cái món tàu hủ nè. Đây là cái món tàu hủ xào với củ cải. Đúng rồi, cái này kho hả? cái này món kho Còn đây là cốt khoai tím nấu canh. Đây là chén nước tương đơn giản thôi nhưng mà ngon á, bởi vì giờ rất là đói bụng rồi đó, quý vị thấy không, nói nhiều thế có tất cả là 6 chén cơm. Không, tại vì vô nghề nó nhẹ khỏi ăn luôn cũng được đó ha. Rồi mọi người nhìn nha, một cái căn nhà bình thường thôi. Đó. Bây giờ ăn cơm trong đó quý vị. Cảnh tối tối nè, đó. Quý vị thấy không? Quá là dễ thương ha.